Theo như cái video clip hôm qua các bạn xem á, thì Ngọc sẽ nấu một nồi cháo gà. Ngọc cũng mua hai con gà đây à, Ngọc nấu nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi các bạn. Giờ là cũng gần chín rồi, Ngọc chuẩn bị Ngọc rang gạo, ấy gạo cho mình bỏ vô mình nấu cháo. Vậy thôi. Đây là mọi người coi Ngọc luộc gà mà bây giờ hả, coi nó nè, Ngọc bẻ cái nó ra luôn rồi mọi người. Ui trời ơi, này thịt luộc ngon dễ sợ. Thấy không? Quá đã luôn. Bẻ cái luộc ra hết luôn để cho nó nguội. Rồi sau mình xé phay. Ok mọi người, hiện tại bây giờ mọi người biết bây giờ mấy giờ chưa? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng. Ngọc mới vừa gọi cô Dung còn 20 phút nữa thôi. Chay với ba chay ngủ hết rồi cô chú ơi. Nồi cháo Ngọc cũng nấu xong, gà Ngọc cũng đã xé xong. Nói chung là bây giờ Ngọc đi phải đi gọt củ hành nữa, gọt củ hành để bắt đầu trộn. Rau răm Ngọc rửa xong hết rồi. Rồi đi rửa rồi củ hành đây để cho thím trộn. Thì cái trộn cái này thì chỉ giọt bỏ vài muỗng nước mắm với bỏ thiệt nhiều tiêu với lại chanh rồi thôi à. Đó. Vậy thôi. Nên là để cho thím trộn cho nó dễ, cho nó sợ. Ngung, không dám làm. Mình ăn mình tự tin mình làm, nhiều người ăn mình gung mình chưa dám làm. Nên là chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi thím qua 2 giờ rưỡi. Rồi hôm nay là định là gia đình sẽ thức cho tới 4-5 giờ sáng. Đây đây các bạn, Ngọc đã cắt hành vô nè, rau răm lên, rắc tiêu lên, chanh Ngọc cắt sẵn ra đây cho thím dắt vô, rồi bỏ vài muỗng nước mắm nữa là xong. Đây mọi người ơi, 2 giờ rưỡi, mọi người coi giờ 2 giờ rưỡi đêm khuya nè. 2 giờ rưỡi đêm khuya ở trời này, nhìn xuống như tưởng như tuyết ha mọi người, không phải đâu, sương á. Sương mà nhờ, mở cái đèn flash lên nhìn giống tuyết vậy đó. Mọi người coi cái thuyền Ngọc ngoài đó kìa, thấy không? Được một bóng đèn le lói. Trời, chiếc xe Ngọc nổ nhất giữa đêm hiên luôn. Ủa đó, phải xe Ngọc đâu. Đèn xuống thấy giống chứ không phải. Về ra rước nè, có mình ên Ngọc ra rước à. Đó, các bạn thấy cái đèn xe của ai tiến tới là đèn xe của chú Bình đó. Đó, dữ chưa? Đón đúng chỗ luôn mà. Cả nhà đi có một xe các bạn. Ủa, đúng rồi, ủa xe màu vàng đó đúng của Ngọc luôn mà. Nhìn xa xa không biết tưởng xe ai. Chơi cái này là good morning nè. Good morning. Cái gì nữa? Hello con. Hai chú. Trời ơi. Ơi, là quýu đít à. Đi thẳng vô quẹo trái đi. Nhà mà có nhiều đồ chơi để ngoài á. Hay bèo lá trộn bèo là nó cũng mò xuống tới nhà chị ba thêm lần nữa ta ơi. Hay ta, chị ba nè. Ôi trời trời trời, đó. Ủa dậy ra đi em ơi, dậy đây. Tới nhà rồi. Đây. Chào đó, bây giờ mới thấy ánh sáng nè. Ôi trời ơi, người ta phải đi chuẩn bị đồ sẵn sàng chứ. Nhà cửa này thế hả, ngon lắm ha. Được không, đỡ hơn không, gọn hơn không. Làm lại mấy cái này nhưng thấy gọn quá trời luôn á, đẹp á. Sơn lại cũng sáng sáng ha, sơn lại sạch sẽ. Su, bước ra đây Su. Cái đó để tính cái khác. Nó tưởng đâu mà có kiến. Cái kiến gì vậy? À, nó sợ nó bị va đầu quá hả? Khôn mấy. Thấy Ngọc cái bỏ dép chạy theo. Hai. Con gái hả? Khỏe không đi? Đúng rồi, mặc cái đồ mà đi giờ đó mặc cái đồ ngủ rồi thôi chứ còn đi mặc đồ ấy làm chi? Ừ. Bơ là đâu con gái? Nhà chị ba nè. Cũng mới xây nhà lại hả? Nhà. Nhìn thấy được cái chứ. Sáng không? Nhìn sạch sẽ không? Có lý. Bà gái. Dạ. Uống nước rồi bà gái. Dạ.
thì đó con yến con thấy nguyên vàng luôn thì đó. Đó, đây là lần đầu tiên qua nhà chị Ngọc nè. À, lần đầu tiên qua nhà chị, đây là túp lều lý tưởng đó. Ừ. Dữ không? Cái gì đâu đồ ăn quá trời. À bây giờ Ni có đau bụng không? Không, tối quá rồi. I guess so too. Chị Ngọc cũng nghi rồi. Chị Ngọc cũng nghi là chị Ngọc, nhưng mà chị Ngọc có ướp bò đại hàng. Yeah, you want some ribs? Later, I'm too tired. Like a Korean barbecue sauce. Mà trời, sao bên đây đeo kiến rồi? Hả? Sao bên đây đeo kiến rồi? Đeo kiến hoài. Chú Lũ nè. Dạ, khỏe chú Lũ. Gọi là cũng làm dữ người ta, mâm mâm gọi làm dữ người ta, gọi dữ lắm à, giỡn nữa, giỏi gì cũng giỏi chứ. Cũng dùng tắt cái lửa ra thì con nghĩ là nó sôi rồi đó, nghĩ rồi tắt đi. Wow, gần bờ hồ chứ tối tối là gió nó bắt mát lạnh lạnh đấy nha. Đúng là lạnh. Chứ sao? Bây giờ em có đem áo khoác theo là vậy đó. Đang có đem theo không vậy? Có. Không, tối gì thôi chứ đâu ai thức tối tới 3 giờ sáng như mình vô mà mình ra cho nó lạnh. Ngủ gì chú? Không phải chú, sao cái đồng hồ này con mới mua mà con chỉnh giờ mà sao kỳ chú à? Hết pin không? Để con nói con chờ chú qua để chú chỉnh con á. Hết pin chứ? Không, con bỏ pin mới vô. Mà sao nó con chỉnh hai lần rồi nó vẫn đi sai giờ. Để mai chú chỉnh. Thì bởi vậy con nói để mai chú chỉnh. Đi huynh nó sẽ bị gì con nói không, để ngày mai chú qua chú chỉnh. Trời ơi, đây mua Olympi cho chú này nha. Trời ơi, dữ quá. Ờ. Trời ơi. Chú là thấy đi đâu là cũng ái trà nên thôi con mua cái đó. Nè. Nhà mình là wow. Gì? Thôi còn nhanh chóng đi chú, chỉnh dao đứa tay chân đi chứ. Không, đã không thì chờ đợi thím trộn gỏi đó là xong rồi đó. Bỏ miếng nước mắm với nước cái chanh đó vô. Này, cái này là có lý nhất kìa. Ừ. Cái này xong đúng rồi là bữa ăn đen. Thấy nấu đồ cháo. Mấy lon gạo. Dùng múc cái tô cháo bự ra đây. Mấy lon gạo. Con bỏ con lon à. Không, cái giá kế bên kìa, cái giá kế bên đó đó. Cái giá sâu sâu với giá thì cảm. Giá sâu rồi mất tiêu rồi ta. Nhà nấu ăn gành quá cái là giá nó để mất tiêu. Đây đây đây. Đây giá này giá sạch nè, mới vừa. Mới vừa trong đó, mọi người đang trông chờ cái video clip này dữ lắm nè chú ơi. Phải không? Đi phái chí hả? Trời ơi, ngày mai là mình chơi xong ha, mình tắm xong mình chơi thuốc ha. Rồi muốn đi khai giác á. Cái hàng xóm chị Ngọc có khai giác cho mình ra bên mượn của mình đi rồi. Ủa chứ sao nó có đem đồ bơi qua đây? Mượn của chị Ngọc đi, là chị Ngọc có. Ừ. Nhưng mà mai là làm gì, làm cái đi ăn hủ tiếu không? Đúng, chính xác. Sáng mai ngủ dậy đi ăn hủ tiếu. Con là con nghĩ tới rồi đó. Con nói sáng mai vậy là cả nhà mình kéo nhau đi ăn hủ tiếu. Hủ phòng đó đó. Nhiều phòng lắm, chọn phòng đó. Không có chỗ nào ngủ được ngủ. Trời ơi thì đó, không xây xuống lật đầu xuống trời. Cái khi tiêu rồi con mua trong Costco á cô Nhung. Nè, cái này nè. Cũng vậy luôn á cô Nhung. Cái này nè. Cũng lật xuống. Nhưng mà xây nó ra ít đúng không? Nó ra nhuyễn hơn cái này. Tiêu nhiều cho nó ngon. Rồi bác gái, mỗi cái muỗng rồi bác gái. Sao bác gái nè, muỗng này nè. Muỗng này được không? Cái này là đúng kỷ niệm với nha ha. Kỷ niệm gì à? À kỷ niệm 3 giờ sáng. Kinh thiệt. Kỷ niệm 3 giờ sáng tới nhà. Anh cứ nếu mà sáng 5 giờ sáng dậy đi nó mệt lắm con ơi. Yeah. Đúng rồi, bởi con nấu. Ăn uống xong cái hai con gà nha, theo bác gái nha. Để nhắm nhắm sao cho đủ. Thấy không? Chứ làm gì nó không ngủ. Không ngủ. Lần này đi coi như cái dây chặt pin ra rồi em ơi. Ủa gì? Cô hỏi cô lại nhiều lắm. Em nói hồi chiều anh nói anh nói. Nhà có học cái gì? À, anh biết gì cái chặt pin nhiều cái như là không bao giờ quen mà sao anh quen. Một con này khoảng mấy trái chanh bác ơi? Khoảng 3 muỗng rồi nè. 3 muỗng gì thôi? 3 muỗng chanh đó hả? Ừ. À.
đó, rồi lấy cái đũa của mình trộn lên rồi xong ăn đơn giản như đang dẫn biết là như vậy đó mà cũng phải chờ tới chỗ đủ hay lắm. Nói thì đơn giản lắm phải không? Trời ơi, trộn. Bởi vậy nó phải có bàn tay phù thủy. Nhiều lúc giỏi. Trâu mở em là đi xin lên. Ăn rồi. Mà tại vì con mở thấp thôi. Mở xuống. Chú là mỗi lần. Em thấy vậy không? Sao? Nhiều lúc nó ăn ngon quá, giỏi quá cũng cực chứ không chị ai sao? Dám múa rìa với mắt thở. Chứ sao? Tự mình làm mình cực đó. Thì em gửi chị năm chỗ. Chơi rồi xin tao cũng lồ luôn chứ nữa. Su uống ăn nước không su? Mới uống chừng đó đó. Uống. Nó mãi trả lời uống chết rồi. Chết luôn. Không nó có bữa có nó cười nữa cô Nhung nó cười, cười vậy. Cười nó khóc thấy nó khóc rồi. À. Nãy đau bụng quá khóc nè. Ủa vậy hả? Bể xuống giật dây luôn đó. Tại vì. Đây là gì quá hả? Cái đó nó kỳ, nó nằm nó ngắm cảnh đó chú luôn. Nó mà đi ra ngoài chán là nó vô đây nó chỉ có nằm cái góc này thôi, là nó phơi mặt xây mặt ra là nó ngắm cái cảnh. À. Con mèo thì nó có cái cách ấy sống của nó. Dạ. Mà Lucky là đúng là Lucky luôn, cái view quá đẹp luôn không? Buổi sáng là anh nằm là quá hữu tình luôn. Đơm được chưa? Cái này phải để nó thấm 5-10 phút nữa ha. Đúng rồi. 5 phút ăn trộn vậy. Cái này còn là muối tiêu chanh không? Muối tiêu ớt đâu, muối ớt đâu. Cũng nhà đi bộ không? Nó nói là gà ta đó, gà gì đó. Nhưng mà không phải gà công nghiệp nha. Không phải rau gà 10. Trời ơi, ngon lành chưa? Còn thấy hai cái này rau ăn hết nổi. Hai con. Một con là đủ rồi. Phải không? Hết 3 4 người ăn. Siêu to ăn quá no khỏi ngủ luôn. Hôm nay. Cái okay, này da đẹp quá ta. Cái okay, này da đẹp á. Là xài cái nhà thầy cụ phải không? Nó hợp với ba cái. Hợp xài đẹp ghê. Không kem mà nó hợp và xài với nhanh muối. Đúng rồi. Có bây giờ thím tiện lắm, bưng hũ đó đi với chai chống nắng cây phải không? À, cái hũ mà con thích đó phải không? Đó. Cái hũ con thích đó, hũ đẹp đẹp á. Không mà cái hũ nhìn sang quá hả? Sang, con nói hũ nó sang. Thấy xài lợi dễ sợ. Có chút xíu à, xài có chút. Nhưng mà cái hũ đó anh thấy xài từ 6 đến 8 tháng chưa hết cái hũ luôn. Đúng rồi. Này nè, Ngọc nó thích cái hũ đó. Còn cái hũ nó đẹp, cái hũ sang chứ. Cái hũ nó đáng đồng tiền. Mình đem nguyên mâm ra luôn rồi. Đem nguyên mâm ra luôn rồi cô Nhung. Siêu to cái máy lạnh đó cô mới thay luôn đó chú. Ờ, mát cái nhẹ em chứ. Đây, mọi người thấy chưa? 20 phút nữa là 3 giờ sáng rồi nè. Cái này là đúng là ghi nhớ luôn bữa tiệc 3 giờ sáng ha. 3 giờ sáng với mâm gỏi gà siêu to khổng lồ. Đó, mọi người thấy không, nhà cửa giờ đông nước và đi ra tới đi lui đi đường nào cũng có người. Giỏ em đổ ngoài xe hết trơn. Chút xíu nữa ăn xong lấy tiếp nè mày. À, à. Con hỏi nó coi nó ăn cái sườn bò không, để con chiên lên cái một cái xong rồi đó, nó không ăn. À, hồi nãy nó có ăn trước khi nó chicken gì đó trước khi nó đi rồi. Mấy chục miếng. Còn ăn luôn chứ? Ăn chứ, ăn chứ. Tự nhiên nó đã. Đâu có ăn chứ? Ăn chứ. Nãy giờ cho uống nước. Lý vậy? Hả? Đúng rồi. Xuống tới nơi chú định nói là với gọi cho con á, là chuẩn bị cái nồi này, nhưng mà không ngờ là con ra tay trước. Trời, con Ngọc hay lắm. Quá giỏi. Biết ý nên cho chú biết thì sao con nhớ không? Tại vì chú hồi bữa mình ngồi có nói chuyện á, cái là mà nói là đi chơi về mà khuya ghé ăn nồi cháo gà. Đúng nhớ không? Đây là những dễ cái nuốt nhất nó rất là dễ nuốt nhất.
giờ mà cho món gì ăn cũng nổi đâu. Đúng rồi, nãy nói là một hôm hay là nó nhung nhung nó nhung nấu cháo gà, nam có nấu cháo gà kêu Ngọc đi một vịt muối á, bò ốc thảo gì nấu ngồi cháo đó nghĩ lo nè, nó cũng ngon vậy phải không? Đúng rồi. Trời ơi, ngồi ăn nãy giờ biết thiếu ai không? Thiếu nhân vật quan trọng nhất luôn. Mì hả? Mì chay nữa. Chay ơi, đi xuống đây để cho chay ngủ. Bây giờ như chay ngủ rồi, chay nó đợi không nổi vậy, đợi ông bà xuống không nổi luôn. Công nhận nay á, món Ngọc làm chuyện hơi lọ nè. Rồi sao? Rồi sao bác ơi? Cho trẻ xí xí. Ông ăn vậy mà ngon chứ không? Nhiều sớm đi. Nhiều quá bị ngọt. Nhiều quá chuyện hơi lọ. Định sáng sớm mới đi mà tại nghe con nói thôi qua. Không mà đi giấc này đúng rồi. Qua giấc này. Cái chén này á, đổ bánh bèo ngờ đẹp. Ừ, mai nó sẽ đổ bánh bèo. Chén này chén đổ bánh bèo. Em là đang con là có phải ráng đổ cái chén bánh bèo cho cô Nhung qua. Mỗi lần em thấy đổ bánh bèo không, cháu không đầm thấm, đầm ma đầm thấm. Cho anh chén đi. Không, nếu mà chú tính đường á là thôi. Tại vì sao? Ngày nay chờ nguyên cái hàng của cô Dung về. Rồi khi á về sớm lúc nào đi lúc đó, mà vô tình về tối có chiều quá. Rồi thôi định là anh em bàn bạc ngày mai đi sớm 5 giờ sáng về đi. Nhưng mà chú nghĩ bây giờ nếu mà 5 giờ sáng về đi á thì thay vì tại sao mà mình không đi 7-8 giờ tối. À, không chính giờ tối mà chạy nó mát. Không mà chú thấy chạy giờ này sao? Chạy giờ này ta đường lắm. Lại mình cũng không có ngủ sớm. À. Đúng rồi mình. Tập trung lại mình ít có ngủ sớm. Ừ. Gì vậy? Béo là mình dậy đó. Con su. Ủa. Cái này lớn như cái miệng lớn dữ là ha. Ừ. À, phải vậy chứ. Đi mấy tiếng ngồi mới qua làm việc tình. Thì sao? Con cháu con. Rồi ơi, cả đời cũng mới nấu cho rồi cháu ăn mới việc tình. Cái này. Của một lòng mà công với một lượng à, đúng rồi. Lấy xe mấy tiếng ăn có nồi cháo. Món này đêm khuya là nó đúng nhất. Đúng rồi. Cháo gà là ăn đêm khuya là không có gì. Cơm vịt ăn buổi chiều không? Ba mẹ con cứ gọi ra miết luôn hỏi hả cô chú qua chưa? Dạ. Ngồi vịt quá mà. Theo dõi cuộc hành trình phải không? Theo dõi cuộc hành trình muốn nôn lắm. Chú nói chú qua là chú qua chứ. Dạ. Thế khi mai mốt mẹ con qua cái anh em gia đình tụ tập đông. Ồ, giờ cái đó là đông nữa. Dạ. Bởi vì cái ship với hàng mình nằm ở trong kẹt, nó phải ship cái hàng ngoài trước, nó mới tới mình, nên nó phải chờ lâu. Ở 3-4 giờ chiều. Ba hồi nói sáng sớm. À, nó ship cái hàng nào để ngoài trước. À. Hàng trong kẹt, hàng mình tới nặng mà. 1600 thao luôn mà. Hàng mình nặng mà bởi vì nó phải bỏ túp bên trong. Ừ. Hàng kia đi hết mất tới mình. Dạ. Đó cái đó lý do mà cô Nhung với chơi chú đôi lũ với mọi người qua tới giờ là do đợi hàng của cô Nhung qua tới đây các bạn đi chơi 2 tuần lễ. Không, tưởng về nó tưởng hôm qua là sáng nay đi rồi đó. Dạ. Phải chờ bắt buộc phải chờ. Đúng. Tại vì cô Nhung, hàng cô Nhung đi phải chở qua đây là biết sao? Tại vì hả mỗi lần ship đó là nó nặng, nó nhiều dữ lắm. Mà nếu như mà để dồn 2 tuần mà để ship là đủ đơ luôn. Không nổi đâu, bởi vì không dám đi lâu đâu. Chịu không nổi. Cho nên là mình vừa đi chơi mà cũng vừa buôn bán rồi luôn. Cho nên mọi người mà có order thì cứ gọi Út Nhung. Không, mình với cháu vô tỉnh đó nha. Đúng không? Hai chén rồi. Tới chiều con hay không? Dạ. Chú ăn mà chú không nói gì là con mừng rồi. Thôi. Ăn 3 chén rồi đó. Ừ, 2 chén rồi đó. 3 chén. Dạ, con thấy ông Nguyên tô cháo Dung mà gần hết rồi dạ. Chú 2 chén. Ăn lấy đồ vô ha. Cái đồ vô nó ngồi chơi ăn chút cái ngủ thôi gì được. Sẵn chứ nếu con Dung mà làm gì làm mai kia bỏ ngọc trả đi hủ thủ thủ tiếu khô. Rồi, sẽ ước mơ sẽ thành sự thật. Không có tiệm hủ tiếu khô ngon thì chị Năm. Đúng hủ tiếu miền Tây luôn á nha. À. Chúng tôi nãy giờ nói tới hủ tiếu khô nãy giờ mình mấy lần rồi đấy nha. Mai chứ, ăn gì mà nhớ. Chị dễ thích đi ăn sáng luôn. Thôi vậy đi. Chúng ta được đi chơi xong đã quá gì đó xong ha. Cộng dây chuyền của em đó rồi. Qua nè, coi nè. Em nó mang cái cộng dây chuyền mỗi cái cổ đó nè. Không phải. Hả? Chiều em tắm em quên mấy. Đâu phải, cái cọng dây nó màu đỏ. Cái nó dính lên cái lông.
Cái cộng dây chuyền gì đủ hết. Thôi giờ không được nữa mấy cái nha. Cái cộng dây chuyền này đủ nhiều quá chất quá. Nhiều phỏng màu. Nhuộm lông xu luôn rồi nè. Đeo riết nhuộm lông luôn rồi nè. Ừ, mua, hả? Người ta mua bạc hay vàng trong gái. Chú ra chú lấy đồ để ra. Ok chú. Thì đó mọi người, cái video clip thì Ngọc sẽ kết thúc cái video clip tại đây. Tại vì cũng tối rồi, trễ rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mời mọi người tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo của tất cả mọi người tới thăm nhà Ngọc ở Michigan nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Này, đó, mấy cái này chú đem qua nè, ổng may xong xuôi rồi đó. Ừ, chú định gửi cho con nhưng mà thôi đem qua con đem luôn. Thôi, bác gái nè, bác gái biết con khoái dưa leo của bác cười. Nè, Thím Phượng thấy biết Ngọc thích dưa leo của Thím cắt qua cho Ngọc mấy trái nè các bạn nè. Còn dưa leo này ngon lắm. 5 trái rồi. Rồi, sướng không? Còn cái này là nem kali nha mọi người nha. Tại con không ăn gì hết, thành ra nó nem mấy cái nem thôi, đem nem thôi. Dạ. Yeah. Trời, ngon ghê không? Ngon. Vậy dưa này vẫn 2 đồng 99 thôi. 5 trái đã. Quá đã luôn, thiệt chứ. Ngon ha. Ừ, quá đã luôn. Mai kiếm món gì ăn với dưa leo có lấy ngay làm khô quẹt nữa. Ta nói gặp con cái là cho con ăn khô quẹt ha.